Này, ông định đi họp lớp thật đấy à? Năm xưa ấy, bọn họ có đối xử với ông ta gì đâu. Thì là bạn cùng lớp mà. Tôi muốn đến xem bây giờ họ sống thế nào chứ. Tôi là người không quan trọng quá khứ. Đối với tôi, hiện tại đối xử với nhau thế nào mới là điều quan trọng. Ông có nhớ ngày xưa không? Bọn họ luôn coi thường, sỉ nhục ông. Còn bây giờ thấy ông thành công, lại thân mật gọi mời. Đúng thật là. Thì đúng vậy. Thế nên bây giờ tôi muốn đến thử một lần nữa, xem họ đối xử với tôi thế nào. Ông cất ô tô đi, lấy xe máy đi cùng với tôi. Ông định làm gì à? Thì cứ đi đi rồi biết. À, chút nữa ông Bảo Cường đăng giúp tôi một bài báo nhá. Bài báo gì? Tôi hiểu rồi. Thế ông đợi tôi cất xe, rồi tôi lấy xe máy chở ông đi. Lâu lắm rồi mới tụ tập với nhau. Uống cái nào. Mà này, tôi nghe nói thằng Đức ấy giờ là chủ tịch công ty FVM đấy. Không ngờ năm xưa chê bai nó mà giờ lại thành công nhất nhóm mình đấy. Thấy tiếc chưa? Năm xưa nó tỏ tình lại không đồng ý. Này, mày nói năng kiểu gì đấy? Huyền giờ là người yêu của tao đấy nhá. Con này, mày đùa hơi quá rồi đấy. Thôi, tao bảo tí thằng Đức đến ý thì anh em mình nhớ nói khéo một tí, còn xin là công ty của nó. Phải đấy, làm trong công ty có khi tao lại quay ra tán Đức cũng nên. Vợ chủ tịch nghe ai bao nhiêu, phải không? Mày đang ảo tưởng cái gì đấy? Từ từ, hình như Tân với Đức đến kìa. Vào đi. À, chào mọi người. À, hai bạn hiền của tôi. Đấy, bạn ngồi đây. Ông để tôi tự nhiên đi. Sao bạn này với nhau mà ông khách sáo thế nhỉ? Có cái gì đâu. Mà bây giờ ấy, tôi so sánh làm sao được với ông. Trong hội bọn mình ấy, ông bây giờ là thành đạt nhất rồi còn gì nữa. Bây giờ hai ông thành đạt rồi, bọn tôi đúng là hãnh diện khi được làm bạn với hai ông đấy. Mọi người có quá lời, tôi bình thường thôi mà. Đức này, trong công ty có vị trí nào không? Cho bạn làm với, chứ đợt này ăn chơi mãi cũng chán. Phải rồi, Đức xem có chức vụ gì phù hợp thì cho mọi người làm với. Đúng đấy. À, tôi quên. Tôi có chút quà, tôi tặng không? Thôi, gặp nhau là vui rồi. Tặng quà làm gì chứ, bạn bè ông khách sáo quá đấy. Có cái gì đâu, ông cứ nhận đi, cho tôi vui. Thôi, ông nhận đi, không phải ngại đâu. Được rồi, thế thì món quà này tôi xin nhá, cảm ơn mọi người. Quân, rót bia đi. Đông đủ rồi, mình cạn ly nào. Mọi người ngồi ăn uống tự nhiên nhá. Tôi ra ngoài có việc một chút. Thôi, lâu rồi mới đông đủ. Mình cũng ly nào. Lâu lắm rồi, bọn mình mới đông đủ như này đấy. Thôi, ăn đi mọi người. Cảm ơn.
Nhìn có vẻ ngon đấy nhỉ? Ừ, ăn đi. Hay là tôi với ông uống rượu cá đi. Ê, chúng mày ơi, sao lại có thông tin công ty Đức bị phá sản ở trên Facebook này? Đưa xem nào. Đúng rồi, đây là công ty của Đức mà. Hóa ra nó lừa bọn mình à? Tân, mày là trợ lý của Đức, mày nói tao nghe xem nào. Đúng vậy, thời gian vừa qua công ty bị thiếu vốn trầm trọng, các cổ đông thì rút hết vốn đầu tư nên công ty bị đóng cửa rồi. Thế mà nó còn dám ra vẻ ta đây. Tí nó mà ra đây phải làm ra nhẽ mới được. Tôi xong việc rồi đây. Ơ, sao mọi người có vẻ căng thẳng thế? Ơ, sao ông lại lấy ghế của tôi? Có chuyện gì vậy? Tại sao công ty ông bị phá sản mà còn ra vẻ ở đây? Ông định lừa bọn tôi đấy à? Tưởng làm chủ tịch công ty to thế nào? Hóa ra cũng chỉ là thằng thất bại mà thôi. Những món đồ kia ấy giờ không xứng với mày nữa rồi. Hóa ra mọi người biết hết rồi à? Nhưng đâu phải lỗi của tôi đâu. Lúc tôi đến đây mọi người tự động săn đón rồi tặng quà tôi đấy chứ. Tôi đâu có ép. Mày còn ra vẻ gì ở đây? Bàn ăn này ấy giờ mày không xứng đáng ngồi đây nữa rồi. Té đi. Này, sao các người thay đổi sắc mặt nhanh vậy? Hóa ra các người mới vào công ty làm nên mới muốn thân mật với Đức à? Mày cũng chẳng cần ra vẻ tử tế đâu Tân ạ. Chẳng phải mày theo Đức cũng vì hám danh của nó sao? Giờ nó phá sản rồi, mày cũng không cần phải diễn nữa đâu. Các người quá đáng vừa thôi. Thôi, không cần nói gì nữa đâu. Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi. Thôi mày cút đi. Buổi họp lớp này không cần sức của mặt mày. Các người quá đáng quá rồi đấy. Đi thôi Đức. Chào mọi người. Ông này, bọn họ đối xử với ông như vậy mà sao ông có định giúp đỡ họ chứ? Thì có như thế, có phép thử này thì mình mới biết họ là người thế nào chứ, đúng không? Thôi được rồi, mình về công ty thôi. Là hai cậu à? Các cậu đi đâu đấy? Tôi đang... Đang cái gì? Chắc là đang lựa sách cậu khách chứ gì? Đúng vậy. Bây giờ nghèo quá rồi, làm phục vụ chứ làm gì nữa. Thế mà lúc trước họp lớp tao còn định hối hận vì ngày xưa không yêu nó đấy. Hai cậu nói đủ chưa? Kẻo hối hận không kịp đâu. Mày nói cái gì cơ? Mày dọa tao đấy à? Mày làm gì còn giá trị mà lên mặt ở đây? Đúng thế. Bây giờ mày chỉ là thằng phục vụ nghèo mà thôi. Lo mà phục vụ bọn tao cho tốt vào. Không tao báo chủ quán, đuổi thằng cổ mày đấy. Alo, em đây. Em đang ở đâu đấy? Có chuyện không hay rồi. Em với Giang đang đi cà phê ở quán chúng mình hay ngồi ý. Anh biết em gặp ai không? Gặp ai? Thì thằng Đức đây. Em với Giang đang dạy cho nó cách sống, làm sao cho giống thân phận của nó bây giờ. Em nói sao cơ? Thằng Đức á? Em dừng lại ngay đi. Sao thế? Có chuyện gì à? Thông tin hôm trước em đọc là tin giả. Công ty của nó không những không bị phá sản mà còn đang phát triển rất mạnh mẽ cơ. Anh nói sao cơ? Sao lại có chuyện đấy được? Em giữ cậu ta lại đi. Đừng để cậu ta đi đâu cả. Anh đến ngay đây.
Ông có sao không? Có chuyện gì vậy? Sao mấy người này lại ở đây? Thật tình cờ mà bất ngờ, tôi đi uống cà phê thì gặp bọn họ thôi. Có chuyện gì mà anh hốt hoảng thế? Nói rõ anh nghe xem nào. Em đừng im đi. Đức này, ông cho bọn tôi xin lỗi chuyện hôm trước nhá. Chuyện hôm trước bọn tôi không phải với ông, mong ông đừng để ý. Ông là thế là sao? Hôm trước chẳng phải ông bảo tôi với ông không cùng đẳng cấp chơi với nhau cơ mà. Thế sao bây giờ ông lại xin lỗi tôi? Tôi biết chuyện công ty ông không hề bị phá sản rồi. Ông nói thế là sao? Tôi không hiểu. Công ty của Đức không hề bị phá sản mà hiện tại còn đang phát triển rất mạnh mẽ cơ. Ông bỏ qua cho tôi nhá. Thật lòng tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi. Ông bỏ qua cho bọn tôi nhá. Thì ra là vì chuyện này mà các người đến đây à? Nhà các người bán bánh tráng à? Lật mặt nhanh thế. Thôi, đừng nói nữa. Mấy người về đi. Chuyện kia tôi không để ý đâu. Ông tha lỗi cho bọn tôi thật chứ? Vậy ông đã bọn tôi công ty ông làm nhá. Đến giờ phút này mà các người còn mặt dày xin vào công ty à? Các người có nhớ hôm trước các người đã đối xử với Đức như thế nào không? Khi Đức thành công thì các người nịnh nọt không được thì các người quay ra sỉ nhục. Các người quên rồi sao? Bọn tôi biết sai rồi. Ông bỏ qua cho bọn tôi đi. Ở trên đời không có cái gì là tự nhiên cả. Không phải tự dưng lại xuất hiện thông tin đấy trên mạng. Ông nói thế là sao? Tôi nghe mọi người đồn thổi về các người, nhưng tôi không tin, nên tôi mới bày ra cách đấy để thử lòng mọi người. Nhưng tôi không ngờ mọi người làm tôi thất vọng quá. Bọn tôi... Tôi nói cho các người biết, sống trên đời đừng bao giờ coi thường và sống hai mặt với người khác. Muốn nhận một nụ cười từ ai đấy, trước hết mình phải cười với họ. Muốn nhận được sự tôn trọng thì trước hết mình phải tôn trọng họ. Chuyện hôm trước tôi có thể bỏ qua, nhưng chuyện lần này thì không bao giờ. Ông không thể tha thứ cho bọn tôi một lần này sao? Tha thứ thì dễ, nhưng thay đổi thì rất khó. Hãy cố gắng sống tốt thì trời cao sẽ an bài. Đây chính là bài học dành cho các người